Radio 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 của chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc SUV. Đó là chiếc xe Ford Everest. Đây là chiếc xe Ford Everest phiên bản 2.5 Limited ạ. Tức là cái phiên bản 2.5 là máy dầu, số tự động. Chiếc xe được sản xuất năm 2011, màu đen, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và đã chạy được hơn 10 vạn km rồi. Chiếc xe này còn rất là đẹp, chúng tôi cam kết là không đâm đụng, không ngập nước, tất cả còn nguyên bản, máy móc nguyên bản hết ạ. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Ford Everest này thì xin quý vị và các bạn qua địa chỉ ở cửa hàng chúng tôi, ở địa chỉ là 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Chúng tôi đang bán chiếc xe này với giá là hơn 400 triệu đồng thôi ạ. Và chỉ hơn 400 triệu đồng thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe ở phân khúc SUV gầm cao và là cái phân khúc 7 chỗ ạ, rất là rộng rãi, sử dụng cho gia đình thì rất là tuyệt vời. Chiếc xe này chúng tôi cam kết là không tai nạn, không ngập nước, tất cả còn nguyên bản ạ. Chiếc xe mới lăn bánh được hơn 10 vạn km thôi, cho nên là còn rất đẹp, quý vị và các bạn yên tâm khi sử dụng chiếc xe này. Nếu như quý vị và các bạn muốn mua chiếc xe này về thì quý vị và các bạn cũng chỉ việc đổ dầu và chạy thôi. Và chiếc xe này là được sử dụng là động cơ diesel chạy dầu, cho nên là rất tiết kiệm, rất kinh tế, rất hiệu quả. Vì trước đây là dầu, giá dầu cao thì quý vị và các bạn đi 100 km thì hết khoảng 7 lít dầu thì hết hơn 100.000 tiền dầu. Nhưng trong thời điểm hiện tại này thì dầu rất là rẻ, chưa đến 10.000 một lít dầu. Mà đi 100 cây số thì hết 7 lít dầu thôi. Cho nên là đi 100 cây số chỉ hết mấy chục nghìn tiền dầu thôi, đi rất là tiết kiệm ạ. Và chủ xe này thì rất là cẩn thận ạ. Chủ xe này cũng mua lại chiếc xe này từ năm ngoái thôi. Mà chủ xe rất là cẩn thận. Sau khi mua chiếc xe này thì chủ xe cũng đã đem vào hãng và kiểm tra lại toàn bộ, bảo dưỡng lại toàn bộ, cái gì cần thay thế thì chủ xe cũng đã thay thế hết tất cả rồi ạ. Chủ xe cũng đã thay thế từ cái ắc quy cho đến vòng bi, tất cả các thứ cần thay thế thì chủ xe cũng đã thay thế hết rồi. Cho nên quý vị và các bạn mua chiếc xe này thì quý vị và các bạn cực kỳ yên tâm, không phải làm bất cứ một cái việc gì cả, về chỉ việc đổ dầu và chạy thôi ạ. Và nếu như quý vị và các bạn muốn sang tên thì chúng tôi cũng sang tên cho quý vị và các bạn ngay trong vòng một nốt nhạc ạ. Còn nếu như quý vị và các bạn không muốn sang tên thì quý vị và các bạn cứ cầm đăng ký đăng kiểm và hợp đồng mua bán vậy đi thôi ạ. Vì chiếc xe này cũng đã được đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội rồi ạ. Và chiếc xe này cũng mới lăn bánh được hơn 10 vạn km thôi, cho nên còn rất đẹp và xe cũng đã được trang bị đầy đủ đồ chơi và thiết bị an toàn hết tất cả rồi. Cho nên quý vị và các bạn không phải làm bất cứ một cái việc gì ạ. Xe cũng đã được trang bị là đầu DVD, 3 màn hình, camera lùi, tất cả rồi. Và chủ xe cũng đã trang bị thêm là chiếc đầu Android cho chiếc xe này rồi ạ. Cho nên là cái màn hình Android này thì giải trí đa phương tiện, quý vị và các bạn đi thì cũng yên tâm, không phải làm bất cứ một cái việc gì cả. Và chúng tôi cam kết là chiếc xe này còn rất đẹp, không tai nạn, không ngập nước, máy móc nguyên bản ạ. Nếu sai, nếu như quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi ạ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi màn ảnh của quý vị và các bạn để được xem chiếc xe Ford Everest 2.5 máy dầu 2011 này ạ. Các bạn ơi, thời tiết bây giờ đã bước sang mùa hè rồi, rất là nắng nóng. Với thời tiết đang nắng nóng như thế này mà anh em chúng tôi lại suốt ngày phải làm việc ở ngoài trời thì quả rất là nắng nóng và vất vả. Quý vị và các bạn, nếu như muốn ủng hộ anh em chúng tôi thì quý vị và các bạn hãy like clip,
hãy đăng ký kênh để động viên cho tinh thần anh em chúng tôi làm việc nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Thank you.